Hưng Yên kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Thời sự tuần qua của đài truyền hình Sài Gòn Network tại Houston, Texas. Và cũng kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên mạng lưới Internet toàn cầu. Hôm nay chú Nam Sơn trở lại với chương trình Thời sự tuần qua để phân tích những cái tin nóng cũng như là cập nhật những tin tức quan trọng đã diễn tiến trong tuần qua từ thế giới Hoa Kỳ, châu Á tới Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích tình hình Ba Lan khi mà Hoa Kỳ đã thống nhất được 6 địa điểm để tăng quân xây dựng những đồn trú quân sự tại Ba Lan, cũng như là cập nhật tình hình Brexit tại Anh Quốc. Đối với Hoa Kỳ thì cũng có một số tin tức về cái luật mới về di trú, cũng như là cập nhật cái tình hình cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Và Á Châu thì chúng tôi sẽ phân tích thêm cái tình hình của Hồng Kông cũng như Việt Nam, một số những tin tức quan trọng về vấn đề bãi tư chính Biển Đông và những tin tức liên quan đến chuyến thăm của ông Duterte là Tổng thống của Philippines tới Trung Quốc. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu. Trước hết xin chào chú Nam Sơn ạ. Dạ, xin chào Hương Nghi và xin kính chào quý vị khán thính giả. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì mở đầu với những tin tức nóng của bên thế giới thì chúng tôi thấy là một cái tin cũng đáng để phân tích. Tuy nhiên, cái bề mặt của cái tin thì nó không có gì là nóng. Tuy nhiên, cái vấn đề đằng sau đó thì chúng tôi muốn chú Nam Sơn phân tích một chút. Khi mà ngày 30 tháng 8 vừa qua, Ba Lan và Hoa Kỳ đã thống nhất được 6 địa điểm xây dựng cơ sở quân sự cho các binh lính của Hoa Kỳ, mà tới thời điểm này có khoảng 6.000 quân của Hoa Kỳ đóng tại Ba Lan và đã thống nhất được 6 địa điểm xây những cơ sở quân sự và đi đến một cái điểm nữa là địa điểm thứ 7. Và vấn đề đặt ra cho chú Nam Sơn ở đây, chúng tôi muốn chú phân tích một chút là cái ý nghĩa của cái việc mà xây dựng đồn hoặc những cái đồn đóng quân của Hoa Kỳ tại Ba Lan, và nó có một ý nghĩa quan trọng trong cái thế chiến lược của Hoa Kỳ, Ba Lan, châu Âu cũng như với Nga. Thật ra đây là cái thế chiến lược giữa NATO và Nga. Nói chung, cái vấn đề mà khi mà Hoa Kỳ mà đóng quân, quý vị cũng biết rằng cái khối NATO thì Hoa Kỳ đã góp một cái phần rất là lớn, từ nhân lực cho tới tài lực, đã góp một phần rất là lớn. Nhưng mà kể từ khi mà nước Nga mà chiếm cái bán đảo Crimea đó, thì người ta hay là nói chung là NATO đã nhìn thấy cái sự nguy hiểm của việc Nga càng ngày càng muốn lấn sân. Mà một trong những cái nước mà dễ dàng bị thiệt hại, bị chiếm đóng nhất đó, là không phải là Ukraine không đâu, mà là Ba Lan. Cái nước Ba Lan nằm sát cạnh nước Nga. Thật ra quá khứ đã chứng minh, chắc Hương Yên còn nhớ, là cái lúc mà nước Nga mà cái cộng sản Nga mà qua lấy Ba Lan, rồi Stalin mà giết bao nhiêu ngàn người Ba Lan vân vân đó. Là cái địa thế của Ba Lan là nằm ngay cái móng của con cọp, giống như Việt Nam và Trung Quốc đó, phải không ạ? Thành ra vì như vậy đó, cho nên cái nước Ba Lan họ luôn luôn là lo lắng. Cho nên Ba Lan phải nói là họ mời gọi Hoa Kỳ lập căn cứ quân sự trên đất nước của họ. Mà Hưng Yên biết rằng thường thường nhiều cái quốc gia họ không có muốn cho người ngoại quốc lập căn cứ trên nước của mình. Thí dụ như chính phủ Việt Nam ngày nay cũng vậy nữa, cũng công bố hẳn rồi là không muốn cho tất cả các quốc gia nào mà đặt căn cứ quân sự trên đất nước của Việt Nam hết. Thì Ba Lan lại là một nước mời gọi Hoa Kỳ vào đây. Mà chẳng những mời gọi không đâu, họ còn trả tiền luôn nữa. Những cái chi phí đó, thành ra quân đội Hoa Kỳ thì để nhằm có một nước đích mà ngăn ngừa cái sự bành trướng của Nga, thì Hoa Kỳ và NATO rất là muốn có những cái lực lượng thật là mạnh ở bên nay biên giới của Nga đặng để mà phòng ngừa những cái trường hợp đó. Thành ra vì như vậy mà trong lần này, hồi xưa thì NATO mà trải quân dọc theo biên giới của Nga đó, thì Hoa Kỳ chỉ có 4.500 quân ở tại Ba Lan thôi. Bây giờ có tới 6.000 quân, và những cái căn cứ quân sự đó trải dài dọc theo biên giới của Nga. Cái điều này làm cho nước Nga bực tức ghê lắm. Và Nga cũng đã lên tiếng nói rằng nếu mà trong trường hợp đó xảy ra thì Nga cũng sẽ điều động binh sĩ lại ở vùng biên giới đó, giống như vậy nữa. Điều động thì cứ điều động, ai cấm phải không ạ? Dạ, điều động thì cứ, nhưng mà
mọi người đều không muốn cái đó. Dạ vâng. Bởi vì cái đó là cái sẽ dễ xảy ra chiến tranh lắm. Dạ vâng. Dễ xảy ra xung đột lắm. Thành ra hồi nào giờ ít có, nhưng mà tình trạng nó từ khi mà Nga mà nghĩa là công khai chiếm Crimea, mặc dầu chiếm bằng qua bầu cử qua này nọ, nhưng mà rõ ràng là Nga chiếm Crimea, mà chẳng những Crimea không, mà còn một số phần lãnh thổ của Ukraine nữa, thí dụ như Donbass rồi này kia, Lugansk rồi chẳng hạn, những cái vùng đó bây giờ là nước Ukraine đâu có kiểm soát được. Đó, họ chịu ảnh hưởng của Nga rất là nặng nề, họ muốn về với Nga hơn là muốn về với Ukraine. Dạ vâng. Như một cái điểm mà kính thưa quý vị, chúng tôi cũng đặt ra vấn đề ở chỗ là thế này. Bây giờ là Hoa Kỳ tại sao phải làm những cái chuyện đó, phải đưa quân 6.000 quân ra như vậy, có lợi gì cho Hoa Kỳ, hay chỉ là một nghĩa cử đồng minh, hay là Hoa Kỳ sẽ lợi được cái gì, chèn ép được Nga không, hay là chỉ làm cho thêm một cái gọi là cảnh sát của thế giới cho châu Âu của NATO thôi, hay là cái ý nghĩa như thế nào, và Hoa Kỳ được lợi lạc gì trong chuyện này? Thật ra thì ở đây mình phải nói rằng, ngoài cái chuyện nói những cái lợi lạc riêng rẽ mà mình suy luận ra, thì mình thấy rằng cái sự căng thẳng giữa Đông và Tây đã từ hồi đó tới bây giờ xảy ra rất là nhiều. Ý tôi muốn nói là giữa khối Liên Xô và cái khối Tây Phương, là cái mầm mống chiến tranh lúc nào cũng có thể xảy ra từ khi mà Liên bang Xô Viết còn cho tới bây giờ. Thành ra vì vậy cho nên mới có cái vụ khối NATO, tức là cái lực lượng Tây Phương lại kết với nhau đồng minh lại để dăng cái hàng rào ở đó, để mà chống lại với cái sự xâm lược của Liên Xô nếu có. Bây giờ thì Liên Xô không còn nữa, Liên Xô đã tan rã rồi. Một số nước của Liên Xô bây giờ lại quay trở ra phía Tây Phương và gia nhập vô NATO, thí dụ như Ba Lan mình thấy đây chẳng hạn. Ngoài Ba Lan ra còn một số nước nữa mình cũng biết là không còn nằm trong Liên bang Xô Viết, mà chẳng những không nằm trong Liên bang Xô Viết mà họ còn nằm trong cái phía bên NATO luôn nữa, để mà chống lại với lại Nga. Bây giờ là chống lại với Nga. Thành ra vì như vậy đó cho nên cái tình hình, cái cuộc chiến tranh trên thế giới bây giờ nó cũng giống như cuộc chiến tranh lạnh hồi xưa vậy. Hai bên bây giờ cũng là căng thẳng ghê lắm. Thành ra bên nào cũng muốn có những cái lực lượng đặt sẵn để mà chuẩn bị hết. Nhưng mà Ba Lan là cái nước mà dễ dàng bị xâm chiếm nhất trong cái khổ này. Nhưng mà có nghĩa rằng là cho nên họ mới cần Hoa Kỳ. Cái nghĩa cử đó cũng chỉ là ý nghĩa về giúp, về đồng minh, về cái vấn đề ảnh hưởng của Nga thôi, chứ còn cái lợi lạc Hoa Kỳ thì chẳng có bao nhiêu, chẳng có gì phải không? Hoa Kỳ thì đúng ra cái lợi lạc ở đây không có bao nhiêu, nhưng mà mình thấy rằng như vậy nè, khi mà đã kết hợp lại thành một cái liên minh, tức là minh nước Bắc Đại Tây Dương này đó, thì những cái phần mà Hương Yên cũng thấy, những cái phần kêu gọi đóng góp tiền mà mỗi một quốc gia đã được 2% quy định là 2% của cái GDP mà quốc phòng của mình ha, phải lấy 2% này. Những cái nước như nước Đức đồ này kia đó là nước lớn giàu chết mồ mà đâu có đóng được vậy. Ba Lan đóng đủ. Dạ. Ba Lan lấy đủ 2% đó và đóng còn hơn 2% đó nữa. Thành ra vì như vậy đó, cái nước Ba Lan là Hoa Kỳ là thích cái đó lắm. Chơi đẹp, chơi đẹp. Hoa Kỳ cũng đóng, cũng làm tròn bổn phận của mình. Nói tóm lại là đây là tất cả những cái sự chuẩn bị để đối đầu với Nga một khi có chiến tranh xảy ra. Dạ vâng. Yeah. Bây giờ rất là nhanh để chúng ta chuyển qua cái phần tình hình Brexit của Anh Quốc. Chúng tôi muốn chú Nam Sơn phân tích một chút, là chúng ta thấy là hồi nãy chú Nam Sơn có phân tích là Ba Lan ngay sát nách của Nga, cho nên là lúc nào cũng đề phòng bằng cách kêu gọi Hoa Kỳ đồn trú quân cũng như đặt những dàn hỏa tiễn vân vân ở trên đất Nga. Chúng ta liên hệ tới Việt Nam. Việt Nam cũng gần sát nách đằng sau anh Trung Quốc to bành kia và rất là lớn, rất là mạnh. Nhưng Việt Nam lại không kêu gọi một ai. Và hai cái hoàn cảnh, cái sự thôn tính, cái mong muốn, cái giả tâm thôn tính Việt Nam của Trung Quốc chúng tôi nghĩ còn cao hơn nhiều so với Nga thôn tính Ba Lan. Như vậy cái vấn đề tại sao mà chính phủ Việt Nam lại không có một cái chiến lược giống như Ba Lan, cái được và cái hại của cái chiến lược gọi của một quốc gia mạnh chẳng hạn như Việt Nam, sao không gọi Hoa Kỳ đến để đồn trú quân tại Việt Nam để cho anh Trung Cộng kia anh ngán ngẩm, anh không có thôn tính, thì phân tích một chút ngắn gọn cái điều đó. Câu hỏi đó là khó trả lời lắm. Khó trả lời là gì? Mình muốn nói ra thì mình cũng thấy khó nói, chứ không phải là mình không có câu trả lời. Vâng. Nhưng mà cái câu trả lời là ở chỗ này, Việt Nam bây giờ có tin Hoa Kỳ hay không? Là cái vấn đề là ở chỗ đó. Hoa Kỳ có trung thủy hay không? Cái đó là cái quá khứ đã chứng minh rồi.
mình thấy Hoa Kỳ là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa, rồi tới chừng cần bỏ Việt Nam Cộng Hòa bỏ một cái rụp không một chút thương tiếc. À, thành ra Việt Nam thấy rõ là chơi với Hoa Kỳ cũng không có ngọt. Nhưng mặc mà dầu... tại sao Ba Lan không sợ vậy? Ba Lan cũng thừa hiểu việc đó chứ không phải Ba Lan ngớ ngẩn không hiểu. Dạ, nhưng mà điều cái hoàn cảnh ở bên này nó khác mà ở bên kia nó khác. Ba Lan là sợ nhưng mà Ba Lan còn có cả nguyên cái khối NATO ở đây, chứ không phải là chỉ có một mình cái điều này giữa Hoa Kỳ với lại Ba Lan. Đúng rồi. Mà là cho quân Hoa Kỳ đóng ở tại Ba Lan với danh nghĩa của đồng minh NATO của cái minh nước Bắc Đại Tây Dương, chứ không phải là Hoa Kỳ với Ba Lan bắt tay nhau đem quân lại đóng ở đó. Không phải, mà đây là nằm trong một cái chiến lược chung mà NATO cần phải làm. Dạ vâng. Cái đó nó khác. Nó khác một chút. À, còn bây giờ ở Việt Nam đó, thì Việt Nam càng ngày càng bị Trung Quốc là lấn át một cách kêu bằng quá đáng. À, thì cũng muốn kêu trời mà cũng không được, mà kêu Mỹ thì họ ngại không dám kêu. Dạ vâng. Họ chưa có tin được nước Mỹ. Bởi vì nhiều khi nhiều người còn nghĩ làm kẻ thù của Mỹ còn dễ hơn là làm bạn nữa. Bởi vì làm bạn của Mỹ đã bên vai bên nách của mình, sát bên mình mà không biết lúc nào lật lại. Dạ vâng. Thành rồi ra vì như anh, vậy anh, cái anh, thế anh, của Việt Nam khó hơn rất là nhiều. Cái anh bạn lớn bên kia mà anh giận lên thì cũng mệt phải không? Dạ, bởi vậy thành ra cái việc mà Việt Nam với Ba Lan thì mình không có thể so sánh được. Bởi vì Việt Nam nó là của riêng Việt Nam vấn đề. Bây giờ thì nó hơi, mình thấy mờ trước mặt mình đó, một cái hình ảnh là hơi rõ nét rồi. Rõ nét ở chỗ bây giờ thì Hoa Kỳ đã coi Trung Quốc như kẻ thù, nếu muốn nói cho thẳng thắn mà nói, không còn là một đối tác nữa mà là kẻ thù rồi. Cái này điểm lợi cho Việt Nam phải không ạ? Cái đó là điểm lợi cho Việt Nam. Thành ra Hoa Kỳ như tự hôm nay mình thấy Hoa Kỳ luôn luôn lúc nào cũng lên tiếng ủng hộ cái chính sách của Việt Nam. Việt Nam cũng nhờ Hoa Kỳ lên tiếng nói nhờ này nọ, nhưng mà để đi tới một cái bạn là đồng minh bắt tay thắt chặt rồi này kia thì chưa dám, còn hơi nhát. Dạ, vâng. Tiếp lời là... của chú Nam Sơn phân tích chúng tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng một cái điểm nữa chúng tôi thấy là Hoa Kỳ sẵn sàng chìa tay ra với Việt Nam. Tuy nhiên Việt Nam phải mở lời trước đã phải không ạ? Và mở lời là bây giờ Trung Quốc nó đánh tôi đây nè, nhờ anh giúp, nhưng mà Việt Nam chưa dám mở lời thẳng thừng để kéo ông Mỹ vào cuộc, cho nên Mỹ cũng chỉ dừng tại đó mà thôi. Cũng chưa chắc đâu. Cái chỗ này là mình thấy ở cái điểm này nè. Bây giờ tôi đặt câu hỏi Hương Kiên thấy nha. Vâng. Bây giờ nếu cái trường hợp 749 của Việt Nam bây giờ xảy ra một cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì lúc đó Việt Nam sẽ nhờ, mà Hoa Kỳ có nhúng tay vô hay không là khác. À, Việt Nam nhờ là một lẽ, vâng, mà Hoa Kỳ sẽ la lên giúp Việt Nam. Dạ, yeah, có. Nhưng mà đưa quân để đánh với quân Trung Quốc đó, chưa chắc. Thì tôi không tin rằng Hoa Kỳ sẽ làm. Dạ vâng. À, thành ra Hoa Kỳ bây giờ chỉ vì cái quyền lợi, vì cái đường mà giao thông, cái hải lộ ở đó, sự thật cái đó cũng vậy, chỉ là làm bộ kêu vậy thôi, cái cớ vậy thôi, chứ Hoa Kỳ muốn kiểm soát cái biển Đông. Thành ra vì vậy đó, Hoa Kỳ miễn làm sao Hoa Kỳ kiểm soát được cái biển Đông, không để cho Trung Quốc bành trướng thôi, chứ còn đem quân mà đánh với Trung Quốc chưa chắc Hoa Kỳ làm. Dạ. Mà đem quân lại đó hù dọa chơi thì làm. Dạ vâng. Bây giờ thì chúng ta chuyển qua cái nội dung rất quan trọng trong tình hình tuần qua ở là cái hồ sơ Brexit của Anh Quốc. Khi mà chúng tôi có bản tin là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã chấp thuận đề nghị của chính phủ, hay nói đúng hơn là đề nghị của tân thủ tướng Anh, ông Boris Johnson, là hoãn kỳ họp của Quốc hội Anh bắt đầu vào ngày 3 tháng 9 thì hoãn cho đến ngày 14 tháng 10. Như vậy là có nghĩa là hơn một tháng trời hoãn lại cái thời gian làm việc, gọi giống như Việt Nam chúng ta gọi là nhóm họp. Thì cái lý do là sao và nữ hoàng vẫn phải chấp nhận trong khi nhiều những dân biểu khác, nhiều những đảng phái khác cho rằng cái việc của ông Boris Johnson là vi hiến. Thứ hai nữa là đang tổ chức gọi là chuẩn bị cho một cái ý tưởng là coi như là bất tín nhiệm tân thủ tướng này, với một cái lý do là cái chính sách
Brexit Anh Quốc, No Deal Brexit đó không hợp lý, không được thỏa lòng dân. Thì cái vấn đề này thì mời chú Nam Sơn phân tích thêm trong cái sự kiện tuần qua của hồ sơ Brexit. Thật ra cái hồ sơ Brexit này đó mình có nhiều việc để nói lắm. Nhưng mà ở đây là Hương Yên chú trọng tới cái vấn đề mà ông Boris Johnson đã ngưng cái phiên họp của Quốc hội. Vâng. Thay vì họp ngày 3 tháng 9, bây giờ ngưng lại từ 3 tháng 9 rồi dời lại cho tới ngày 14 tháng 10. Hơn 1 tháng trời. Tức là hơn 1 tháng trời. Nước Anh theo chế độ đại nghị. Vâng. Thủ tướng có quyền giải tán Quốc hội để bầu cử sớm lại. Ngay cả ông nói là bây giờ tuần sau là giải tán Quốc hội, ông có quyền làm. Ha, chứ đừng nói chi tới quản phiên họp Quốc hội. Đó là một trong những cái thẩm quyền của một cái vị thủ tướng trong cái chế độ đại nghị giống như nước Anh. Thì bây giờ đó, ông Boris Johnson đó, ông lại ngại cái gì? Ông ngại là Quốc hội sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm ông. Bây giờ nếu mà kéo mà bỏ phiếu bất tín nhiệm nhân dân thì ông sẽ không có thi hành được cái kế hoạch mà đưa nước Anh rời khỏi Liên hiệp Âu Châu mà không cần có thỏa thuận. Cái hình ảnh của một cái diễn ảnh mà nước Anh phải rời khỏi Liên hiệp Âu Châu mà không có đạt được cái thỏa thuận nào giữa hai bên đó đã diễn ra rất là sát rồi. Mà chúng ta bây giờ ở đây chỉ còn có 2 tháng nữa mà thôi, dọn dẹn kể ngày hôm nay nữa là còn 2 tháng. Đúng. Thì 2 tháng nữa là nước Anh phải rời. Mà người ta vẫn nghi ngờ rằng không thể rời được, vì những cái sự chống đối của phiếu Quốc hội, rồi những cái phe mà đòi mở một cuộc trưng cầu dân ý mới để bầu lại nữa. Và cái diễn ảnh mà người ta lo sợ nhất đó là cái Liên hiệp Anh sẽ bị tan vỡ. Cái Liên hiệp Anh đó, thí dụ như nước Tô Cách Lan, nếu mà bây giờ vậy nước Tô Cách Lan sau đó sẽ có thể tuyên bố độc lập, không nằm trong Liên hiệp Anh nữa. Vâng. Rồi cái Ireland cũng vậy, họ có thể tuyên bố độc lập. Mới ngày hôm qua đây, thủ tướng mà ngoại trưởng của Ireland đã là công kích ông Boris Johnson rất là mạnh về cái kế hoạch của ông ta. Thành ra mình thấy, nói tóm lại đó, thì mình thấy cái vấn đề mà ông Boris Johnson, ông ta mua thời gian, ông ta xin với nữ hoàng cho phép dời phiên họp Quốc hội lại. Những cái người mà ở trong cái đảng đối lập thì họ cho rằng cái việc mà xin dời lại như vậy là vi phạm hiến pháp, nhưng có lẽ không có vi phạm đâu. Là bởi vì chính nữ hoàng cũng đã ký cái đó rồi. Thành ra mà muốn họ nói rằng vi phạm nó thì họ phải có những cái thủ tục để mà khiếu nại về vấn đề vi phạm hiến pháp vân vân, thì không còn thời gian nữa. Dạ vâng. Để mà tiếp lời chú Nam Sơn thì chúng tôi cũng muốn mở rộng ra một chút ở cái chỗ là theo cái thỏa thuận của Thủ tướng bà Theresa May trước kia, vốn dĩ đã có một cái thỏa thuận với Liên minh châu Âu là ngày 31 tháng 10 là deadline để mà nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, cho dù là có thỏa thuận hay là không có thỏa thuận, thì ông Boris Johnson này nhất quyết phải là rời khỏi Liên minh châu Âu cho dù bất cứ một cái lý do gì, cho dù là no deal. Tuy nhiên thì ông ta dời tới ngày 14 tháng 10 để Quốc hội họp, như vậy chỉ còn có 17 ngày. Thì cái thời gian ngắn đó, Quốc hội sẽ, những cái người chống đối không có đủ thời giờ để thực hiện cái quy trình, chúng tôi gọi cái chữ quy trình là trong nước hay nói là cái thủ tục để mà bất tín nhiệm hay là phản đối, cho nên ông ta sẽ thực hiện được cái ý định là Brexit trước đúng hạn 31 tháng 10. Nhưng mà thưa chú Nam Sơn, sau khi ông ta đã thực hiện được cái mục đích là dời cuộc họp đó rồi, thì chú nghĩ rằng, dự đoán rằng cái điều gì xảy ra cho chính trường nước Anh? Thật ra cái điều mà xảy ra cho chính trường nước Anh mình cũng khó có nói được nó sẽ diễn tiến như thế nào, bởi vì nó hết sức là phức tạp. Nhưng mà cái mình có thể nhìn được đó là ông Boris Johnson, ông nhất định phải đi rời khỏi Liên hiệp Âu Châu ngày 31 tháng 10. Trong khi đó, cái phe công đảng đối lập đó thì họ không muốn mà rời khỏi mà không có thỏa thuận. Bởi vì họ nghĩ rằng rời khỏi không có thỏa thuận như vậy thì rất có hại cho nước Anh. Nước Anh sẽ phải chịu nhiều cái khó khăn về phương diện kinh tế, về đủ thứ khó khăn hết. Thành ra vì vậy đó, họ không muốn mà cái phe không muốn đó họ có hai cái lựa chọn. Cái lựa chọn thứ nhất là bầu lại một cái Brexit mới thử coi dân chúng bây giờ nghĩ thế nào. Cái thứ hai nữa đó là họ tìm cách ngăn chặn, không có cho Brexit mà không có thỏa thuận để dời tới lui. Có điều là cái phía ngược lại là cái phía Liên hiệp Âu Châu đó, thì họ tuyên bố thẳng thừng là không có
bàn cãi gì nữa hết. Nhưng mà hai phía Liên hiệp châu Âu thưa chú thì người ta cũng tuyên bố rằng anh có no deal hay không deal anh cũng đóng mấy chục tỷ bảng Anh cho tôi. Rồi ra bây giờ cái đó là một vấn đề khác nữa. 39 tỷ. Dạ vâng. Thì bây giờ nếu mà bây giờ á, khi mà ra mà không thỏa thuận như vậy đó, thì theo cái hiệp ước đã ký giữa nước Anh khi mà gia nhập vào Liên hiệp châu Âu đó thì đã có quy định rồi. Và những cái quy định đó là nước Anh trong những cái đó là sẽ đóng 40 tỷ, khoảng 40 tỷ Mỹ Kim đó. Thì ông Boris Johnson ông chơi theo kiểu cao bồi Texas. Không đóng luôn hả? Không đóng luôn. Ông công bố, ông nói rằng nếu mà ông ra không thỏa thuận, ông sẽ không đóng cái đó. Cái mục đích của cái việc ông tuyên bố vậy là gì? Là ông làm áp lực để cho Liên hiệp Âu Châu phải có những cái nhượng bộ trong cái thỏa thuận đó. Mà một trong những cái nhượng bộ mà họ bắt buộc phải yêu cầu Liên Âu phải làm cho được, đó là cái đường biên giới cứng giữa Bắc Ái Nhĩ Lan và cái nước Ái Nhĩ Lan. Thành ra cái vấn đề đường biên giới đó là một cái vấn đề vô cùng gai cấn. Đường biên giới cứng, biên giới mềm này, đó là một cái điều là, và một cái diễn ảnh như chúng tôi vừa trình bày là cái Liên hiệp Anh nó có thể bị bể ra, không còn nữa. Cái đó là một cái thiệt hại vô cùng cho nước Anh. Thành ra vì vậy đó cho nên cả hai phe, phe nào cũng có cái lý của họ. Thành ra biểu bây giờ mình đoán nó đi về đâu đó thì mình cũng khó đoán được lắm. Không biết là cái sức mạnh của hai phe nó sẽ diễn ra như thế nào, và những cái mánh khóe, những cái thủ đoạn mà họ sẽ sử dụng để mà giành cái chiến thắng về phe mình đó, chúng ta chỉ có thể chờ xem mà thôi. Và cái những cái thủ đoạn đó chỉ có thể thực hiện trong 14 ngày. Có nghĩa là 17 ngày là ngày 14 tháng 10 cho tới ngày 31 tháng 10 thì những cái đối thủ kia chắc không đủ để trở tay đâu ạ. Cũng chưa chắc. Nhưng mà có một điểm đó, thưa chú Nam Sơn, chú Nam Sơn nhìn có vẻ lạc quan nhưng mà Yên nghĩ rằng là đâu phải vào đó thôi. Nhưng cái vấn đề mà chú Nam Sơn có nhắc tới đường biên giới cứng và đường biên giới mềm của Bắc Ái Nhĩ Lan và Cộng hòa Ái Nhĩ Lan thì chúng tôi muốn nói lại thêm một chút nữa, là vì nhiều cái quá trình lý do và lịch sử trước đây chúng ta nói thì mất thì giờ lắm. Thì Bắc Ái Nhĩ Lan nó thuộc về nước Anh. Và Ái Nhĩ Lan là Cộng hòa Ái Nhĩ Lan, nó độc lập. Thì Bắc Ái Nhĩ Lan nó thuộc nước Anh và Cộng hòa Ái Nhĩ Lan lại thuộc Liên minh châu Âu. Như vậy hai nước đó có một, hiện tại nó có một đường biên giới mềm. Có nghĩa là hai nước khác nhau, Bắc Ái Nhĩ Lan thuộc Anh và Ái Nhĩ Lan độc lập riêng. Tuy nhiên cái đường biên giới của hai cái vùng đó là đường biên giới mở, có nghĩa là hàng hóa vẫn lưu thông với nhau, thuế má vẫn như là không. Tuy nhiên bây giờ Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, có nghĩa rằng Bắc Ái Nhĩ Lan đó nó phải rời khỏi Liên minh châu Âu vì nó thuộc Anh. Trong khi nước Cộng hòa Ái Nhĩ Lan thì lại thuộc Liên minh châu Âu, như vậy nền kinh tế đã tách ra rồi. Như vậy có nghĩa là phải có một đường biên giới cứng. Là gì? Hàng hóa từ Ái Nhĩ Lan qua Bắc Ái Nhĩ Lan phải thuế má, phải quy định tức khác là nhau. chốt chặn lại yeah. Nhưng mà cái chốt chặn cái biên giới đó thì nó dẫn tới một nguy cơ chính trị rất quan trọng, là như chú Nam Sơn nói, có thể tách ra đòi tự trị, có thể là người dân Ái Nghĩa Lan người ta không ưa cái đường biên giới đó. Đó là cái mấu chốt phức tạp của cái đường biên giới tại đây, phải không ạ? Yeah. Cái biển ảnh mà Liên hiệp Anh tan rã đó, Ái Nhĩ Lan là sẽ tuyên bố độc lập, rồi Tô Cách Lan cũng tuyên bố độc lập, vân vân. Mà cái khả năng mà họ tuyên bố độc lập gần lắm rồi. Dạ vâng. Yeah. Cho nên là cái hệ lụy chính trị, cho nên nhiều những chí nói như vậy nhưng người ta cũng xem xét trước sau dữ lắm, phải không ạ? Yeah. Dạ vâng. Chúng ta còn một vài phút nữa đó thì nói thêm một cái tin mà chúng tôi chuyển qua Hoa Kỳ, chúng tôi phải nói tới. Cái này là rất là khá mới đối với ông Trump, khi mà chúng tôi có bản tin là ngày 29 tháng 8, Tổng thống Donald Trump đã cho ra mắt Bộ Chỉ huy SPACECOM thuộc Bộ Quốc phòng với nhiệm vụ chiến tranh không gian. Cái này chúng tôi nhớ một lần khi ông tranh cử, cũng như sau khi tranh cử ông đã đề cập tới vấn đề này rồi. Thì cái này, nhìn thưa chú Nam Sơn, phân tích thêm một chút cái ý nghĩa trong cái chiến lược này như thế nào? Thật ra đây thì cái thế giới mỗi ngày một thay đổi. Và mình thấy rằng cái vấn đề mà chiến tranh quy ước giống như hồi nào tới bây giờ đó, không có quyết định được thắng thua nữa. Mà bây giờ mình thấy rõ, bây giờ muốn thắng hay thua đó, thì cái chiến tranh không gian đó mới là cái chiến tranh quyết định thắng hay thua. Bây giờ tất cả những cái gì mình cũng lệ thuộc. Tôi lấy thí dụ nhỏ, cái GPS của mình ở đây ha, là cũng lệ thuộc vào từ cái vệ tinh đưa xuống này kia đủ thứ.
Bây giờ khi cuộc chiến tranh không gian xảy ra đó, thì cái lực lượng mà không gian đó đó, họ có thể đấu với nhau. Bây giờ cái Hưng Yên có 5 cái vệ tinh nằm trên đó để điều khiển đồ này kia, cái trận chiến để đánh này, cái đối tư tôi bắn 5 cái vệ tinh nó rớt xuống hết, thì ở bên kia là queo râu ha, không có làm không có làm gì được hết ha. Thành ra vì như vậy đó, càng ngày mình thấy rằng cái nhìn của ông Trump về cái cần thiết của bộ cái bộ chỉ huy mà không gian này là một cái rất là chính xác trong cái thời đại hiện tại. Nó rất là cần thiết, bởi vì bộ chỉ huy không gian này theo cá nhân chúng tôi thấy đó, nó là quyết định thắng hay thua trên thế giới bây giờ. Nếu mà cuộc chiến xảy ra thì cái bộ chỉ huy không gian này chính là rường cột để mà quyết định thắng hay thua. Bây giờ mình có tia laser đưa ra mà nó, thí dụ như cái bộ chỉ huy không gian nó có những cái vũ khí mà nó làm tiêu diệt cái điện ở đó thôi, không có điện gì hết lấy gì làm. Ha, thí dụ vậy thôi. Thành ra những cái cuộc chiến tranh đó đó, bây giờ cái sức của mình chưa có hiểu hết được, nhưng mà mình thấy rõ trên cái đường trước mắt mình đó, thì cái vấn đề mà không gian này là vấn đề quyết định thắng hay thua của thế giới trong tương lai. Cho nên cái bộ chỉ huy không gian là bộ chỉ huy thứ 3, thứ 4 gì của Hoa Kỳ mới được thành lập, nhưng mà có lẽ cái vai trò của nó trong tương lai nó sẽ là một cái quan trọng nhất trong cái tôi nghĩ là thắng hay bại đó. À, cái này thì chúng tôi theo dõi, chúng tôi thấy rằng là cái này là nếu mà nói như người trong nước thì nói rằng là đỉnh cao trí tuệ của ông Trump đó, phải không ạ? Mà đúng thật, đỉnh cao trí tuệ thật đó. Vì chúng tôi nghĩ rằng là đây là một trong những mà Hoa Kỳ đi trước một bước của thế giới. Cái này là cái đi trước một bước. Dạ vâng, đi trước một bước. À, chúng tôi có thêm chi tiết một chút là Tổng thống Trump có nói rằng là SpaceCom sẽ bảo đảm rằng ưu thế Mỹ trong không gian và sẽ không bao giờ bị đe dọa. Và ông Trump cũng bổ nhiệm tướng không quân là John Raymond là tư lệnh lực lượng mới này. Và cái SpaceCom sẽ tương đương với Bộ Chỉ huy Trung tâm CENTCOM, phụ trách Đông Trung Đông và Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương PACOM. Kính thưa quý vị, đây là một trong những cái kế hoạch mà chúng tôi nghĩ là như chú Nam Sơn phân tích rất quan trọng và có thể coi là đỉnh cao trí tuệ, phải không ạ? Nó sẽ là cái xương sống của cái nền quốc phòng của nước Mỹ. Dạ vâng, dạ. Cái này thì nếu mà được thì đúng là Mỹ sẽ đi trước thế giới một bước trong việc này. Dạ. Chúng tôi tạm dừng vài phút cho thông tin thương mại và chúng ta trở lại tiếp tục với những tin nóng về Hoa Kỳ cũng như là Á Châu và Việt Nam. Kính mời quý vị theo dõi sau vài thông tin thương mại sau đây.